Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma, truyện dài kỳ. Trong buổi đọc truyện trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đi tiếp tập 5, cũng là tập kết của bộ truyện Bào Thai Của Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. A Linh và Kiên sau khi đã giải quyết xong tên bất lương thì lúc này cũng chạy về nhà của ông Phúc. Vừa bước vào đến cửa đã trông thấy Diễn và cô Lý đang ôm nhau tình tứ thì vội vàng thụt lùi. Cô kéo tay Kiên lôi anh ra trước sân nhà, trong cái nhíu mày khó hiểu của Kiên. Anh chợt lên tiếng gắt: "Chẳng phải nói là vào tìm anh trai của cô sao? Làm gì vậy?" A Linh trố mắt ra nhìn Kiên. Cô không nghĩ rằng cái tên này thường ngày hay trêu ghẹo cô nhố nhăn mà giờ lại đừng thối ra như vậy. A Linh đưa tay đánh mạnh vào vai anh một cái, nổi cáo trả lời: "Mắt anh có vấn đề hả? Không thấy họ đang làm gì sao? Vô phá đám hả?" Kiên bất chợt ngó nghiêng vào cửa. Lúc này anh mới khẽ à một tiếng, rồi nheo đôi mắt anh tú của mình nhìn A Linh. Anh nói: "Cô cũng tâm lý quá hả? Tôi tưởng đanh đá hung dữ như cô sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu đạo lý." "Nè, anh muốn chết hả?" Không đợi cho Kiên nói hết câu, A Linh đã giơ nắm tay của mình dí vào mặt của anh hù dọa. Nhưng Kiên chẳng mấy bận tâm mà còn mỉm cười nhìn cô, tỏ vẻ thích thú. A Linh nhìn vẻ mặt của Kiên như thế thì tự nhiên phát bực. Cô hất hàm nhìn anh rồi buông ra một câu lạnh lùng băng giá: "Mà sao anh còn chưa về lần một đi? Theo tôi làm gì? Tôi đã tìm được sư huynh rồi mà." Kiên bình thản đáp: "Nhưng mà đã giao tận tay đâu, phải giao cô tận tay cho sư huynh của cô á thì tôi mới về được." "Mệt mỏi." A Linh bất chợt lườm Kiên bằng ánh mắt sắc như dao, vừa định nói thêm một câu thì từ trong nhà bỗng vang lên giọng nói của Viễn: "A Linh, em vào đi." A Linh khẽ quay lại nhìn, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị Kiên kéo đi. Vừa đi anh vừa nói: "Vào mau đi, ngoài này á lạnh chết đi được." A Linh đành bất lực để mặc cho Kiên níu lấy cánh tay của mình. Vừa vào đến cửa, họ đã bị cái nhìn của Viễn và cô Lý chiếu vào chăm chăm, khiến cho A Linh cảm thấy chột dạ, vừa rụt tay về rồi mới vui vẻ lên tiếng: "Sư huynh, chị Lý, hai người ổn chứ?" Viễn bất giác mỉm cười, anh vội đưa mắt sang nhìn Kiên rồi bâng quơ nói: "Thì ra em mất tích 3 tháng nay, làm gì đã tìm được chân ái rồi sao?" A Linh vừa nghe thấy thế đã vội xua tay chống chế trả lời: Không phải, anh ta chỉ là người đã cứu em thôi. Hôm đánh nhau với con ma nữ, em bị trọng thương bất tỉnh trôi dạt ở trên sông á, là anh ta đã cứu em thoát nạn, rồi em nằm dưỡng thương ở làng mộc, không phải như anh nghĩ đâu." A Linh nói một tràng như là sợ Viễn sẽ hiểu lầm mình. Chỉ có Kiên đứng đó lặng thinh nhìn phản ứng của cô mà thoáng nhíu mày, không rõ anh đang có suy nghĩ gì. Viễn khẽ gật gù rồi lại mỉm cười lên tiếng: "Được rồi, không phải á thì từ từ phải. Mau ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện." "Sư huynh, em đã nói..." "Được rồi, anh hiểu rồi." A Linh bực dọc kéo ghế ngồi xuống mà không thèm đoái hoài gì tới Kiên. Cô Lý đứng đó nhoẻn miệng cười thầm. Cô nhìn Kiên rồi lúc này mới nhẹ giọng nói: "Anh ngồi đi. Cảm ơn anh đã cứu A Linh nha. Tối nay chắc có lẽ anh phải nghỉ lại ở làng Thủy rồi. Nếu không chê nhà nhỏ hẹp thì anh ở lại đây đi, sáng mai hẳn tính." Kiên gật đầu không suy nghĩ. Anh mỉm cười trông rất duyên, rồi nhìn cả ba người, anh nói: "Vậy tôi xin phép đêm nay ở lại nghe. Cảm ơn chị và anh nhiều." Cô Lý gật đầu rồi quay trở vào trong buồng chuẩn bị chăn màn.
Viễn cũng đi theo phía sau cô. Trước khi vui vẻ lên tiếng bảo Kiên cứ tự nhiên, vì chúng ta đều là người nhà của nhau, khiến cho Kiên lại càng cảm thấy có sự gần gũi ấm áp, nên lại càng chẳng muốn rời đi. Thế là trong căn nhà mái lá nhỏ, đêm đó có đầy ắp những tiếng nói tiếng cười của cả bốn con người. Họ cùng nhau ăn uống, sau đó kể chuyện hàn huyên, rồi lại chìm vào giấc ngủ ngon lành sau bao nhiêu ngày trải qua nhiều biến cố. Sáng hôm sau, Viễn và cô Lý cùng nhau đi tới ngôi miếu hoang cuối làng để tìm bà cụ, còn Kiên và A Linh thì được anh nhờ ở lại để trông chừng ông Phúc. A Linh lúc này mới đưa mắt nhìn Kiên đang ngồi ngó vu vơ ra ngoài cổng. Cô khẽ liếc về phía anh, rồi cất giọng nói. Anh không định về làng Mộc hả? Kiên nhún vai trả lời bình thản. Vậy làm gì? Ở đây vui hơn. Tôi chỉ có một mình, nên muốn đi đâu thì tùy thích. Ở đây có cái gì mà vui? Anh bệnh hả? Kiên đột nhiên quay lại. Anh đưa đôi mắt đẹp như tranh vẽ của mình nhìn A Linh. Khuôn miệng nở ra một nụ cười trìu mến. Anh đáp. Có cô. Hả? Gì chứ? A Linh bỗng trở nên lúng túng khi chạm phải ánh nhìn đó của Kiên. Cô tự nhiên bị cứng miệng vì cái cảm giác lúc này thật vô cùng khó diễn tả. A Linh cúi gằm mặt, sau đó khẽ quay đi để lảng tránh cái nhìn của Kiên. Hai má ửng hồng lạ lẫm. Kiên mỉm cười, trong lòng như đã có câu trả lời cho riêng mình. Tại sao anh phải ở lại làng Thủy? Trong ngôi miếu hoang, bà cụ khẽ gật gù nhìn Viễn bằng đôi mắt đục mờ quen thuộc, rồi trầm giọng lên tiếng. Phò mã, ta đã không nhìn lầm ngài. Bây giờ thì ngài đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Viễn vội vàng ngồi thụp xuống. Anh đưa tay đỡ lấy bà cụ lúc này đang lồm cồm định ngồi dậy. Anh lễ phép trả lời. Xin bà đừng gọi con như thế. Tiền triều đã suy vong rồi, bây giờ chỉ còn một mình Lý. Hãy cứ để cho bọn con được làm những con người bình thường, và chỉ xin tưởng nhớ đến tổ tiên bằng tấm lòng thành thật. Cô Lý cũng ngồi xuống bên cạnh Viễn, nhẹ cầm lấy tay của bà cụ tiếp lời. Phải à, con chỉ là con người bình thường thôi, không có gánh nổi với thân phận của một vị công chúa đâu. Bà đừng đặt nặng vấn đề về thân phận nữa. Hôm nay chúng con tới đây là để cảm ơn bà đã cứu mạng cho cả con và Viễn. Ân nghĩa này chúng con nguyện ghi lòng tạc dạ, có dịp sẽ tận tâm báo đáp. Bà cụ nhoẻn miệng cười, nhẹ vỗ vào bàn tay của cô, trong đôi mắt già nua in hàn dấu vết của thời gian, rồi khàn giọng nói. Công chúa à, người vẫn mãi là công chúa, không có gì thay đổi được điều này. Thứ cho ta không thể bảo vệ được người trước bầy yêu ma đang hãm hại bởi năng lực của ta chỉ có giới hạn. Ta không đủ sức đương đầu với thế lực ma quỷ. Chỉ có phò mã đây mới có thể làm được điều đó mà thôi. Cô Lý lắc đầu, bàn tay càng siết chặt lấy tay của bà cụ với thái độ vô cùng kính cẩn mà đáp. Không, con không trách bà đâu. Bà đã thay cho tổ tiên của con mà giữ gìn long mạch từng ấy năm trời ròng rã. Con cảm ơn bà còn không hết. Bà đừng có tự trách mình như vậy nữa nha. Viện cũng nhìn cô Lý rồi gật đầu tán đồng. Anh quay sang bà cụ nói. Đúng vậy, bà là hộ pháp có dòng dõi dương tộc, chỉ có nhiệm vụ canh giữ long mạch cho tiên đế. Thế nên ngoài ranh giới đó thì không thể trách bà được điều gì cả. Bà đừng có áy náy. Đợi sau khi con phong ấn được con quán linh, con sẽ cùng với Lý mãi ở lại đây canh giữ mảnh đất của tổ tiên cho đến cuối đời. Bà cứ yên lòng đi, đừng có suy nghĩ nữa. Bà cụ vừa nghe Viễn nói thì lúc này bất chợt lắc đầu. Bà đưa đôi mắt già nua nhăn nheo của mình nhìn ra xa xăm ngoài cửa của ngôi miếu, cất giọng nói thâm trầm. Ta e là mọi chuyện sẽ không có thể dễ dàng như vậy đâu. Thần dữ của đã đủ thời gian để hấp thụ dương khí,
nó đã trở thành quỷ chúa và không thể nào phong ấn được nữa. Chưa kể gã đạo sĩ người Tàu kia vẫn sẽ còn quay trở lại. Cái thứ mà hắn muốn không chỉ có riêng kho báu mà là cả mảnh đất Long Mạch này. Hắn muốn lấy đi những linh hồn ngàn năm ngự giá để mang về khuếch trường đất nước. Vì vậy, phò mã sẽ phải đối đầu với một lúc hai thế lực vô cùng nguy hiểm. Viễn khẽ nhíu mày, anh chăm chú lắng nghe lời bà cụ nói, nhưng thứ anh quan tâm lại là chuyện của Quán Linh. Còn với Tào Mễ, anh tự có cách để đối phó, nên tạm thời để lão ta sang một bên. Viễn vội vàng lên tiếng. Bà nói sao à? Thân chữ của không thể phong ấn được nữa, vậy là không còn cách nào để triệt hạ nó hay sao? Bà cụ quay lại nhìn anh, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng quắc, trả lời. Còn cách gì vậy bà? Bà cụ đanh giọng trả lời ngay lập tức. Mà nhì huyết tử. Bà nói sao? Mà nhì huyết tử? Viễn mở to mắt lên nhìn bà cụ, hoang mang nhắc lại. Bà ta vội vàng gật đầu nhìn anh trả lời chắc nịch. Đúng vậy. Chỉ có mà nhì huyết tử mới có thể hạ được Quang Linh. Nhưng... Viễn không nói tròn câu. Anh bất giác đưa mắt nhìn vào bụng của cô Lý. Bà cụ có lẽ hiểu được điều anh đang khó nghĩ lúc này, mới nhìn cả hai người giải thích. Đứa bé này cũng có thể được coi là ma nhi huyết tử, bởi phò mã ở đây là một bán yêu, mang trong người pháp đạo và còn tu luyện thuật trường sinh, nên không thể xem là một con người bình thường. Ngài đang ở ngưỡng của nửa người nửa quỷ. Vì ngài chưa thể đắc đạo nên đứa bé cũng sẽ trở thành ma nhì huyết tử. Lời của bà cụ vừa nói ra ngay lập tức khiến cho cả Viễn và cô Lý cùng đồng thanh thốt lên một lượt. Không được. Viễn tất nhiên là không đồng ý, vì cái bào thai là con của anh, là chính giọt máu, là núm ruột của mình, thì làm sao anh có thể nhẫn tâm dùng nó luyện tà thuật được. Cô Lý theo phản xạ đưa tay ôm chặt lấy bụng mình. Cô bất giác đứng lên, khẽ lùi ra sau mấy bước, lắc đầu nhìn bà cụ nói. Sao có thể được? Nó là con của con, không bao giờ có chuyện con dùng chính mạng sống của con mình đánh đổi. Không bao giờ. Viễn lúc này hiểu cô đang bị kích động, anh nhẹ nhàng bước tới choàng tay ôm lấy vai cô mà nhẹ nhàng trấn an. Em bình tĩnh đi. Cụ chỉ nói như vậy thôi, chứ không có ý định bắt con của chúng ta đâu. Em đừng có sợ. Anh không dùng sinh mạng của con mình để làm chuyện đó đâu. Yên tâm đi. Cô Lý nghe Viễn nói như vậy thì cũng phần nào yên dạ. Cô nắm chặt lấy tay của anh mà nói trong hơi thở gấp gáp. Anh nói thật chứ? Thật mà, đừng có sợ. Chỉ cần nghe Viễn hứa một câu như thế, cô Lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ mím môi im lặng hồi lâu, như suy nghĩ điều gì. Sau đó đưa mắt nhìn anh, cô nói. Nhưng như vậy thì làm sao hạ được ma nữ? Chẳng phải cụ đã nói là chỉ có ma nhi huyết tử mới hạ được nó sao? Viễn vuốt nhẹ mái tóc cô, nhìn cô dịu dàng trả lời. Anh sẽ tìm cách khác, em đừng lo. Cô Lý mặc dù trong lòng không hề muốn giết con, nhưng nếu không làm vậy thì cả làng thủy và nhân gian sẽ ngập chìm trong đại nạn. Cô sẽ trở thành tội nhân gián tiếp hại chết mọi người. Nhưng bảo cô giết đi chính đứa con của mình thì đó cũng là điều không thể. Tâm trạng cô rối bời. Viễn đọc được trong mắt cô điều đó, anh nhẹ ôm lấy người cô, dỗ về trấn an, rồi cúi xuống nhìn bà cụ. Anh nói. Không còn cách nào khác hay sao hả bà? Bà cụ đôi mắt im lìm không cử động,
chỉ buông gọn một câu băng giá. Không. Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn bà đã chỉ dẫn. Tụi con xin phép ra về, rồi con sẽ từ từ tìm cách. Bà nghỉ ngơi đi nha. Viện nói xong thì tiếp tục nhìn bà cụ chờ đợi. Nhưng bà ta vẫn im lặng, không có phản ứng gì. Thế nên anh mới níu lấy tay của cô Lý, bước vội ra bên ngoài. Nhưng chỉ đi được vài bước, đã nghe giọng của bà cụ lúc này nói vọng ra. Cẩn thận, ta chỉ giúp được tới đây, còn lại phải trông chờ vào định mệnh. Viễn dừng lại vài giây, anh khẽ cúi đầu nói vọng vào hai chữ cảm ơn, rồi cùng với cô Lý nhanh chóng bước nhanh đi về nhà của ông Phúc. Hai ngày sau thì ông Phúc cũng đã tỉnh lại. Cô Lý vô cùng mừng rỡ, vội đỡ lấy ông ngồi dậy, sốt sắng hỏi han tình trạng của ông. Nhưng ông chỉ khẽ mỉm cười, xua tay lắc đầu trả lời. Bác không sao đâu, bây đừng có lo, chỉ choáng váng một xíu thôi à. Để con đi nấu cháo cho bác, 3 ngày rồi bác hôn mê, bác có gì bỏ bụng đâu. Bày nhắc bác mới thấy đói à. Cô Lý vội mỉm cười, quay sang Viễn bảo anh chăm sóc cho ông. Rồi cô chạy ù xuống bếp, nấu cho ông một nồi cháo cá đồng, món mà ông thích nhất. Viễn lúc này mới ngồi xuống bên cạnh ông Phúc. Anh nhẹ giọng hỏi. Bác thấy trong người sao rồi? Ông cũng vậy, khẽ lắc đầu ôn tồn bảo. Nói anh không cần phải lo lắng. Rồi ông mới ngước đôi mắt già nua của mình lên nhìn Viễn, hoang mang hỏi dồn. Thằng Bất Lương. Bác yên tâm đi, hắn đã bị trừng trị thích đáng rồi, sẽ không còn cơ hội để làm điều ác nữa đâu. Viễn không đợi cho ông hỏi hết câu, đã nhanh miệng trả lời luôn, để ông đỡ phải bận tâm. Ông Phúc bất chợt đánh mạnh một cái xuống giường chửi đổng. Thằng chó chết, thật không ngờ nó lại là cái phường ma quỷ. Cũng may là con Lý nó không bị gì, nếu không chắc bác hối hận cả đời, biết ăn nói làm sao với ông Vĩnh chứ. Viện hiểu tâm trạng lúc này của ông Phúc nên cũng lên tiếng nói. Thôi bác đừng có tự trách mình nữa, bây giờ thì không sao cả rồi, mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi, con của chúng con cũng không sao, vậy là ổn rồi. Cậu nói cái gì? Cái gì mà con của chúng con? Viễn quên mất là ông Phúc chỉ vừa mới tỉnh lại. Ông không hề biết gì về chuyện này nên mới từ tốn kể hết cho ông nghe. Sau khi nghe xong, ông Phúc trong đôi mắt chợt lóe lên nét vui mừng khôn xiết. Ông vỗ vào vai của Viễn, nói bằng giọng điệu hết sức phấn khởi. Tốt, tốt quá rồi. Như vậy là coi như mọi chuyện có tổ tiên sắp đặt. Tốt lắm ạ. Viễn cũng mỉm cười, vì có lẽ ông Phúc nói đúng. Chính nhờ tổ tiên phù hộ cho anh nên mới có cơ hội tìm được tình yêu của mình. Cô Lý và đứa bé cũng được bình an, đúng thật là quá tốt. Hai người cứ thế nói chuyện với nhau thì bất chợt từ bên ngoài, A Linh và Kiên cũng vừa bước vào. A Linh chưa kịp hỏi thăm ông Phúc, khi trông thấy ông đã tỉnh lại thì ông đã mừng rỡ nhìn cô lên tiếng trước. Trời ơi, cô còn sống đó sao? Vậy mà tôi cứ tưởng. Thật tốt quá à, đúng là trời Phật phù hộ. A Linh lần đầu tiên cười hiền. Cô xà xuống nhìn ông Phúc, cất giọng nói trong vắt. Dạ, con làm sao mà chết được, bác khỏe chưa? Khỏe, khỏe rồi, không có sao. Viễn trông thấy A Linh có sự thay đổi về tâm tính lẫn cách nói chuyện thì trong lòng cũng cảm thấy vui. Anh biết là vì nguyên nhân gì nên bất giác quay sang nhìn Kiên mỉm cười, một nụ cười hài lòng của một người anh trai khi nhìn thấy em gái mình dần trưởng thành, mặc dù điều đó có hơi muộn. A Linh lúc này mới vội đứng lên nhìn Viễn. Cô nói, sư huynh, có
Có lẽ hôm nay em sẽ về bên làng Mộc cùng với... Cô bỗng trở nên ngập ngừng e thẹn. Nhưng Viễn biết, anh chợt mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng đáp. Em suy nghĩ kỹ chưa? A Linh không vội trả lời, mà khẽ ngoảnh đầu về phía sau nhìn Kiên. Trong thấy đôi mắt của anh đang ấm áp nhìn mình, thì bất chợt mỉm cười, tự tin quay lại nói với Diễn. Em tin vào điều em lựa chọn, anh yên tâm nha. Viễn cũng nhẹ gật đầu đáp. Ừ, vậy được. Anh chúc hai đứa hạnh phúc nha. Nếu sư phụ còn sống, chắc người sẽ rất vui. Nghe Viễn nhắc đến lão Tà, A Linh bất giác khẽ cúi đầu như tưởng niệm. Rồi cô vội ngước lên, bước tới nắm lấy bàn tay của anh. Cô nói, ừ, em sẽ cố gắng thay đổi để sư phụ được an lòng, cũng như bù đắp lại lỗi lầm của mình. Em cũng chúc anh chị mãi hạnh phúc nha. Còn nữa, tuy em về làng Mộc, nhưng mà cũng sẽ thường xuyên sang đây để thăm hai người và cả Bác Phúc. Còn nhiệm vụ diệt ma nữ, chỉ cần anh gọi, em sẵn sàng có mặt. Viễn cười hiền nhìn cô. Anh vui vì cuối cùng A Linh cũng đủ chín chắn. Anh nhẹ xoa đầu cô. Em cứ lo hạnh phúc của mình đi. Còn chuyện ma nữ, có lẽ anh phải chờ Lý Sinh xong, sau đó thì mới tính. A Linh nghe vậy thì tự nhiên cảm thấy chột dạ. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn Viễn. Cô nói, anh sợ sẽ không được nhìn thấy con mình chào đời sao? Lẽ nào... Viễn vội xua tay trả lời, ôi sao, làm gì có, tại anh còn phải luyện thêm bảo pháp. À, mà em định về làng Mộc bây giờ luôn hay sao? Viễn vội vàng nói lãng đi chuyện khác. Nhưng trong đôi mắt của anh, A Linh nhìn thấy rõ, có lẽ điều mà cô vừa nói đúng là sự thật. Mặc dù không nói ra lời, nhưng A Linh luôn tâm niệm rằng trong cuộc chiến này, cô sẽ không bao giờ để cho sư huynh của mình đơn độc. Hít một hơi thật sâu lấy lại nét tự nhiên, A Linh mỉm cười nhìn Viễn. Cô đáp, dạ, có lẽ bọn em đi luôn à, vì trời tối sẽ không sang sông được. Ừ, như vậy cũng tốt. Thôi, hai đứa tranh thủ đi đi, kẻo muộn. A Linh khẽ gật đầu. Cô bảo Kiên lại cúi chào ông Phúc, rồi nhắn Viễn gửi lời tới cô Lý. Đoạn cô mỉm cười khoác tay của anh Kiên, toàn bước ra cửa, thì cô Lý lúc này từ dưới bếp đi lên, trên tay còn khệ nệ một nồi cháo cá thơm lừng. Vừa trông thấy A Linh, cô đã gọi giới theo. A Linh, Kiên, hai người định đi đâu vậy? Giờ ăn cháo đã, tôi nấu nhiều lắm nè. Viễn trông thấy thế, vội chạy ngay tới đỡ lấy nồi cháo từ trên tay cô. Anh khẽ nhíu mày không quên nhắc nhở. Nói bao nhiêu lần rồi, xong thì cứ gọi anh, chứ sao lại bê nặng vậy? Cô Lý bật cười nhìn anh, cô đáp. Nhẹ mà, em làm được. Cứ thích cãi thôi. A Linh đứng đó nhìn cảnh hai người như vậy, bất giác trong lòng cô cũng cảm thấy vui lây. Nhẹ mỉm cười, níu lấy tay của Kiên bảo, hay mình ở lại với mọi người một chút nha anh, được không? Tất nhiên Kiên sẽ gật đầu, vì anh luôn xem A Linh là tất cả. Thế là năm người lại cùng nhau ngồi xuống bên cạnh nồi cháo thơm lừng nghi ngút khói. Cô Lý đã cẩn thận chừa riêng cho Viễn một tô cháo không bỏ cá, theo như thói quen của anh. Ông Phúc vì bị hôn mê đã 3 ngày nay, nên cái bụng lúc này hoàn toàn trống rỗng. Thế mà ông cứ xì sụp đến tận 2-3 bát, vừa ăn vừa cứ tấm tắc khen ngon. Đang cùng mọi người ăn uống nói cười vui vẻ, thì đột nhiên ông Phúc thoáng chau mày. Ông vội đặt bát cháo xuống bàn, rồi đưa mắt nhìn chăm chăm vào cánh tay của Kiên với thái độ vô cùng kỳ lạ. Bất chợt, ánh mắt của ông lóe lên một tia sáng, như nhận ra điều gì đó. Ông chợt vội lấy cánh tay của Kiên xăm soi vết bớt trên đó của anh, rồi nhanh miệng hỏi, cậu, có phải cậu sinh nằm máu? Bà tên là Quý,
mẹ tên là Lệ, quê ở Miệt Vĩnh Châu không? Kiên thoáng bất ngờ vì câu hỏi của ông Phúc, và cũng có hơi khó hiểu về thái độ kỳ lạ của ông, nhưng anh vẫn vui vẻ lễ phép trả lời. Dạ, mà sao bác biết? Bác có quen với bà mẹ của con sao? Ông Phúc lúc này bất chợt đập tay xuống bàn một cái, rèo lên khiến cho mọi người ai nấy cũng lấy làm khó hiểu. À, vậy là đúng rồi, đúng rồi. Kiên thoáng bối rối khi thấy thái độ của ông Phúc lúc này. Anh chẳng hiểu gì nên khẽ nhìn ông ái ngại, anh hỏi. Bác nói đúng, mà đúng cái gì ạ? Không chỉ riêng Kiên, mà ngay cả Viễn, cô Lý, A Linh lúc này đều hướng ánh mắt về ông Phúc chờ đợi câu trả lời. Ông Phúc hai bờ môi run run, tỏ vẻ xúc động. Ông nhìn Kiên nói. Con chính là em trai của con Lý. Ngày xưa vì gia cảnh khó khăn nên ông bà Vĩnh mới đem con sang gửi ở bên làng Mộc. Ông Quý lúc đó cũng là chỗ thâm tình với ông Vĩnh và cả bác nữa. Sau đó thì gia đình họ chuyển về quê sinh sống ở Vĩnh Châu, nên bà mẹ con không có cách nào tìm và liên lạc với con được. Con không phải tình Kiên mà là Thiên Lợi. Bác nói sao? Con là em trai của chị Lý, là thật sao? Kiên Phục đứng lên, trên gương mặt biểu lộ rõ nét hoang mang đầy bất ngờ. Cô Lý lúc này cũng vội vã nhìn ông Phúc. Cô hỏi. Bác Phúc, bác nói thật sao? Con có em trai sao? Ông Phúc gật đầu trả lời chắc nịch. Phải, nó là em trai của con đó. Ngày xưa vì nó hay bệnh đau liên miên nên bà mẹ của con mới gửi nó cho ông Quý nhờ chăm sóc giúp, vì ông Quý là thầy lang mà. Rồi cũng chẳng hiểu vì lý do gì ông ta lại bế theo thằng bé bỏ đi mất biệt. Bà mẹ con có sang tìm thì người ta nói họ về quê ở Vĩnh Châu rồi. Lúc đó vì hoàn cảnh khó khăn cho nên dù có muốn đi tìm nhưng ông bà ấy cũng đành bất lực. Kiên lúc này hai tay như bị ù đi. Anh không nghĩ rằng anh lại là con nuôi của ba mẹ mình, mà lại còn là em trai của cô Lý. Thảo nào trước khi mất, họ cứ căn dặn nhất định anh phải quay về làng Mộc. Có lẽ họ cũng muốn anh tìm lại cội nguồn, nhưng không chịu nói ra. Kiên bất giác quay sang nhìn cô Lý, thì cũng vừa lúc chạm phải ánh mắt của cô đang nhìn mình xúc động. Kiên chậm rãi ngồi xuống. Anh cũng vô cùng bối rối, nhưng lúc này cảm giác ấm áp của tình thân lại trỗi dậy trong lòng anh. Anh khẽ ngước mắt lên nhìn cô, khàn giọng gọi. Chị hai. Cô Lý gật đầu trong vô thức. Hai dòng lệ đã tuôn rơi từ bao giờ lăn dài trên má. Rồi trong khoảnh khắc cảm xúc dở hòa lúc này, hai chị em vội vã ôm chầm lấy nhau mà vui mừng khôn xiết. Họ tuy không biết mặt nhau từng ấy năm trời, nhưng bây giờ lại có một sợi dây gắn kết tình thân khiến họ trong phút chốc như gắn liền lại khoảng cách, hoàn toàn trở nên thân thuộc. Vậy là họ đã trở thành người một nhà. Kiên và A Linh cũng không quay trở về làng Mộc nữa. Họ dựng thêm một ngôi nhà tranh đơn sơ nằm bên cạnh căn nhà của ông Phúc. Sớm tối qua lại hủ hỉ với Diễn và cô Lý, vậy mà lại rất vui và ấm áp, đầy đủ hương vị của tình thân sau bao nhiêu năm trời bị lạc mất. Thỉnh thoảng, có đôi lúc Kiên ngồi một mình tự suy nghĩ, vì lý do gì mà năm xưa ba mẹ nuôi của anh lại bế anh đi không một lời từ biệt như vậy, hại ba mẹ ruột của anh phải khổ sở đêm ngày tìm kiếm cùng với nỗi nhớ thương về đứa con đất ruột đẻ ra. Và rồi Kiên cũng lắc đầu không biết. Anh đành phải nghĩ giống như lời của ông Phúc nói. Có lẽ ông bà Quý hiếm muộn, mấy chục năm trời cũng chẳng có một mụn con, nên ở lâu sinh ra mến tài mến chân, nên họ không muốn cho con quay trở về đó thôi. Kiên lặng lẽ thở dài. Thôi thì cứ để cho quá khứ nó ngủ yên,
Dù gì thì họ cũng đã mất rồi, có thắc mắc thì cũng đành chịu vậy. Đang ngồi suy nghĩ mông lung, Kiên bỗng giật mình vì giọng nói của A Linh đột nhiên vang lên. Anh suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy? Lại nhớ ba mẹ hả? Chị nghĩ vẫn dơ thôi. Em về sang nhà chị hai hả? Ừ, chị hai kêu sang lấy trái cây về ăn nè. Anh xem, chị hai thương mình ghê chưa? Kiên mỉm cười, anh véo nhẹ vào má của A Linh. Anh cất giọng trầm ấm. Tất nhiên rồi, chị hai không thương mình á thì thương ai nữa chứ. A Linh khẽ biểu môi, nhẹ lườm Kiên một cái. Anh chỉ là số 2 thôi, sư huynh á mới là số 1, không có biết gì hết á. Kiên gật gù chịu thua. Anh lên mỉm cười đáp. Rồi, bây giờ á, đưa anh xem chị hai cho cái gì nào. Chà, toàn là thứ em thích thôi. Xem ra anh chỉ là số 3. A Linh bật cười trước thái độ giả vờ ghen tị đó của Kiên. Cô hôn đánh chụp vào má của anh một cái, rồi chạy ù xuống bếp mang trái cây đi rửa. Kiên ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô mà bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui và hạnh phúc. Có lẽ điều cuối cùng mà anh tìm được chính là sự trọn vẹn này. Tình yêu lẫn tình thân, không còn mong cầu gì hơn nữa. Vài tháng sau đó, có lẽ điều mà A Linh nói trước kia là đúng. Viễn đang mong chờ từng ngày để nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình chào đời trước khi anh quyết định đi tiêu diệt Quán Linh. Vì anh sợ nếu như anh có gặp bất trắc gì thì ngay cả đến cơ hội trông thấy mặt con mình anh cũng không còn. Bởi vậy cho nên anh cố gắng nín nhịn, mặc dù đã có hơn vài chục người trong làng bị ma nữ giết hại vì họ vô tình đã lỡ đi ra ngoài bến sông khi hoàng hôn vừa xuống bóng. Quán Linh điên cuồng từng đêm nổi lên những trận cuồng phong giận dữ. Có lẽ nó đang cố tình thách thức Viễn. Anh biết điều đó, nhưng đừng cố lặng im chờ đợi thời cơ. Vì anh biết, trận đánh cuối cùng này có lẽ sẽ một mất một còn. Cũng có thể là cùng nhau đổi mạng. Nên anh vẫn cứ cố níu kéo một ít thời gian bên cạnh Hải Nhi bé bỏng của mình. Đêm nay, trời lại trút xuống những làn mưa nặng hạt. Từng tia sấm chớp văng ngang trời chói lóa chằng chịt, chiếu sáng cả một vùng quê đã từng yên bình. Cô Lý khẽ trở mình trên chiếc giường tre, làm nó phát ra những âm thanh rất nhỏ. Viễn vẫn chưa ngủ, anh vội quay sang ôm lấy cô, đặt bàn tay mình sờ lên bụng, dỗ về. Anh trầm giọng hỏi. Em sao vậy? Không ngủ được hả? Có lạnh không? Cô nhẹ người, ôm lấy cánh tay của anh. Cô đáp. Nằm cạnh anh thì làm sao lạnh được? Chỉ là em có hơi chút khó ngủ, chắc do con nó đạp. Viễn lại làm ra bộ mặt nghiêm khắc. Anh xoa nhẹ vào bụng của cô, rồi ghé miệng thì thầm. Con hư nhà, để cho mẹ ngủ chứ. Không ạ, mai mốt bà sẽ đánh đòn cho mà xem. Cô Lý cười khúc khích, nhẹ ôm lấy đầu của anh áp vào bụng mình mà nói. Con nó quấy là biểu hiện nó đang khỏe mạnh mà, anh phải mừng chứ. Viện lúc này trưng ra vẻ mặt ngây ngô, anh trả lời. Ừ ha, anh quên mất. Thế là cả hai cùng nhau bật cười, mặc kệ bên ngoài trời vẫn đang mưa gió rì rầm. Cả gia đình họ cùng nhau quay quần, cảm nhận sự ấm áp bình yên, cho đến khi một tiếng thét chói tai từ bên căn nhà nhỏ của A Linh vọng sang, làm cho Viễn và cô Lý đều giật mình hoảng hốt. Anh ngồi bật dậy, bỏ chân xuống giường, toàn lao đi thì nhớ ra điều gì. Anh quay lại nhìn cô Lý căn dặn. Em ở nhà nha, đừng có sang đó, để anh đi là được rồi. Nhưng mà
Ông Phúc lúc này cũng đã choàng tỉnh. Ông trông thấy Viễn đang đứng trước cửa buồng nói chuyện với cô Lý thì cũng vội chen vào. Phải đó, bây ở nhà đi, để bác với cậu Viễn đi là được rồi. Thôi mau lên. Nói rồi ông lật đật chạy đi trước. Viễn cũng theo phía sau, nhanh chóng lao sang căn nhà nhỏ của A Linh dưới cơn mưa tầm tã. Vừa đến nơi, trước mặt Viễn là quang cảnh Kiên đang bế A Linh trên tay, miệng gào to tên cô, khuôn mặt đầy hoảng loạn. A Linh đang nằm bê bết trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền cùng với hơi thở yếu ớt không cử động. Anh vội vàng lao tới, ngồi thụp xuống cầm lấy tay của A Linh mà lo lắng hỏi gấp. Có chuyện gì vừa xảy ra hả? Tại sao lại như thế này? Kiên vẫn còn đang bị kích động, anh nói không thành tiếng, chỉ biết ôm lấy A Linh mà nức nở gọi tên cô. Viễn lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn, anh vội chộp lấy vai của A Linh, kéo cô ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Kiên để xem xét. Sau vài giây, anh thoáng chau mày khi nhận ra trên lưng của A Linh có một vết thương được gây ra bởi tà thuật. Rồi không chần chừ, Viễn lập tức đỡ A Linh ngồi thẳng dậy. Anh dùng đạo pháp của mình để chiêu hồi tâm thức của A Linh, giúp cô nhanh chóng tỉnh lại. Hai mắt của A Linh khẽ động đậy rồi từ từ hé mở. Kiên mừng rỡ vội ôm chầm lấy cô, thở gấp mà kêu lên. Linh à, em sao rồi hả? Nhưng A Linh lại không vội trả lời anh, mà chậm rãi quay sang nhìn Viễn. Cô vừa trút ra những làn hơi khó nhọc, thều thào mà nói. Sư huynh à, là Tào Mễ, lão ta đã đánh lén em, anh cẩn thận trong chừng tẩu. Chỉ nói bấy nhiêu, A Linh lại ngất liệm đi trong vòng tay của Kiên. Viễn và Kiên đều kêu lên tên cô thất thanh đầy hoảng loạn. Cô Lý lúc này cũng từ bên nhà chạy sang, mặc kệ lời căn dặn của Viễn. Trông thấy A Linh đang nằm đó, máu chảy ra lênh láng từ dưới hạ thân, liền hét lên nói. Trời ơi, Linh bị làm sao? Mau, mau đi gọi thầy Lan đi, anh Viễn. Nhưng Viễn chỉ ngồi đó lắc đầu. Anh mím môi cố kìm nén trả lời. Vô ích thôi, nó bị tên Tào Mấy hạ thủ bằng tà thuật, không phải vết thương ngoài da. Các anh cũng phải chịu thua với thủ pháp này, thầy Lan cũng vô dụng thôi. Cô Lý ôm lấy cái bụng đã khá to của mình, bước nhanh tới cầm lấy bàn tay của A Linh mà kêu lên. Linh à, tỉnh lại đi, em có nghe chị nói không? Linh. Nhưng A Linh vẫn cứ nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không phản ứng. Cô Lý cứ ngồi đó lay gọi mãi, cho đến một lúc sau cô mới giục đứng lên, níu lấy cánh tay của Viễn mà nói trong hơi thở gấp gáp. Bà cụ ở miếu hoang, phải rồi, A Linh bây giờ là con dâu của vương tộc Tiền Triều, bà ấy sẽ cứu được nó. Anh mau đi nhờ bà ấy đi, nhanh lên. Anh quên mất, đợi anh. Dứt câu, Viễn ngay lập tức lao đi với làn mưa ngoài trời đang xối xả. Kiên vẫn còn ngồi đó ôm chặt lấy A Linh vào lòng mà trở nên quất nghẹn. Anh hận mình bất lực, ngay cả đến người con gái mà mình yêu thương anh cũng không bảo vệ được. Điều đó khiến cho anh càng thêm day dứt, chỉ muốn hét lên thật to cho thỏa cơn uất ức mà thôi. Bên trong căn nhà nhỏ lúc này, bà cụ sau một hồi dùng thuật, A Linh cũng từ từ mở mắt, nhưng hơi thở vẫn còn rất yếu. Kiên là người đầu tiên mở miệng với giọng điệu vô cùng lo lắng, nhìn A Linh hỏi. Em sao rồi? Em thấy trong người thế nào rồi hả? Nói đi cho anh biết. Em không sao đâu. Anh đừng có lo. A Linh cố gắng từng chữ. Khuôn mặt cô xanh xao, không một chút sắc hồng, với đôi môi tái nhợt nhìn Kiên trấn an. Bà cụ từ tốn ngồi xuống ghế, đôi mắt đục mờ nhìn A Linh, rồi khẽ gật gù trầm giọng nói với tất cả mọi người. Cô ấy đã ổn,
Mọi người đừng có lo nữa. Viễn và cô Lý lúc này đều đồng thanh lên tiếng. Thật sao bà? Ừ, nhưng chỉ có điều. Bà cụ khẽ ngập ngừng, đưa đôi mắt nhìn về phía A Linh, rồi chợt lắc đầu. Viễn trông thấy thái độ của bà cụ thì không nhịn được, liền nhanh miệng hỏi. Có điều gì hả bà? Bà nói nhanh đi. Bà cụ lại quay sang nhìn anh. Bà đáp. Cô ấy thì không sao, nhưng cái thai trong bụng có lẽ là không giữ được. Nó đã bị chấn động mạnh, sẽ khó qua khỏi trong 3 ngày nữa. Ta rất tiếc là không thể cứu. Sao? A Linh có thai hả? Cả Kiên, Viễn và cô Lý đều mở to mắt nhìn về phía A Linh với vẻ mặt đầy bất ngờ. Kiên ôm lấy vai cô kích động nói gấp. Em có thai, tại sao không nói cho anh biết? Trời ơi! A Linh chỉ nhìn Kiên thều thào với hơi thở yếu ớt. Cô trả lời khó nhọc. Em cũng chỉ vừa mới biết, định sẽ tạo bất ngờ cho anh, nhưng chưa kịp nói thì... Kiên đau đớn ôm lấy cô vào lòng mà không nói thêm được câu gì. Anh quá xúc động, vừa mừng vừa vui khi A Linh được thoát chết, nhưng cũng vừa đau buồn vì đứa con của mình còn chưa kịp chào đời đã phải lìa xa ba mẹ. Cảm giác của anh rối bời lẫn lộn, không thể nào diễn tả bằng lời lúc này. Viễn vội quay sang nhìn bà cụ, cố hỏi. Không còn cách cứu nữa sao bà? Bà cụ lắc đầu. Không, môn tà thuật này quá mạnh, ta chỉ có thể giữ được mạng của người mẹ mà thôi. Vừa nghe câu trả lời đó của bà cụ, cả Viễn và cô Lý, ông Phúc đều cúi đầu thở dài. Họ còn chưa kịp an ủi A Linh thì lúc này bà cụ lại trầm giọng lên tiếng. Thứ cho ta vô phép nói ra điều này. Tuy rằng đứa bé không thể cứu được, nhưng nó sẽ trở thành một vị anh hùng trước khi nó lìa bỏ cõi đời. Vì nó là con của hoàng tử Tiền Triều và một bán yêu như cô Linh đây. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo để tạo ra ma nhì huyết tử, đánh bại con quan linh ngàn năm, để giữ lấy sự bình yên cho mọi người, giữ lấy lòng mạch của tổ tiên dòng họ. Mọi người hãy suy nghĩ đi. Lời của bà cụ vừa dứt, một không khí im lặng đột nhiên bao trùm lên cả ngôi nhà nhỏ. Không một tiếng nói nào cất lên, bởi có lẽ mọi người vẫn còn đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Rồi đột nhiên có một giọng nói vô cùng đanh thép vang lên, khiến cho mọi người lúc này ai nấy cũng đều bừng tỉnh trở lại. Được, tôi sẵn sàng rồi, bà cứ ra tay đi. A Linh trên khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng gượng để ngồi dậy nhìn bà cụ mà nói. Câu nói của cô ngay lập tức khiến cho mọi người ai nấy cũng đều bị bất ngờ, nhất là Kiên. Anh vội ôm lấy vai cô kêu lên đầy kích động. Linh à, em nói cái gì vậy? Em điên rồi sao? Đó là con của chúng ta mà. A Linh ngước đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn Kiên. Cô yếu ớt nói. Nhưng nó không thể sống, vậy tại sao chúng ta không để cho nó hy sinh một cách xứng đáng? Em tin anh sẽ có suy nghĩ sáng suốt, lấy đại cục làm trọng, phải không? Kiên lúc này nghe những lời nói của A Linh mà không kềm lòng được. Lần đầu tiên anh khóc, trái tim nhói lên từng cơn đau thắt. Nhưng rồi anh cũng suy nghĩ lại, A Linh nói không hề sai. Nếu như vậy, chẳng khác nào A Linh cũng phải hy sinh theo sao? Kiên đột nhiên trở nên cương quyết nhìn cô mà nói. Không, nếu như dùng con mình để luyện pháp, vậy còn em? Hoàng tử yên tâm đi,
Già đây có cách để lấy đi bào thai mà không làm tổn hại đến thân thể của phu nhân. Nhưng phải đợi đến ngày mai, vì lúc này cô ấy vẫn còn yếu, không thể thực hiện được. Bà cụ trầm giọng, vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, bước tới giường của A Linh, ngồi xuống, đưa bàn tay nhăn nheo của mình khẽ sờ vào bụng của cô, rồi lầm rầm những câu gì đó trong miệng mà không một ai nghe thấy. Viện đứng đó quan sát. Mặc dù anh cũng rất muốn hạ được Quán Linh, nhưng đối với việc này cũng có chút không đành. Vì dù sao đây cũng là một đứa trẻ vô tội, cũng giống như với con của anh lần trước, thật sự rất khó khi phải làm điều đó. Lúc này anh đưa mắt nhìn A Linh khẽ hỏi, em suy nghĩ kỹ chưa? A Linh chớp mắt trả lời, sư huynh, đây là cơ hội tiêu diệt ma nữ, con của em nó sẽ hiểu mà, không có sự lựa chọn nữa đâu. Viện khẽ cúi đầu trước câu nói này của A Linh, giống như để thay lời cảm ơn tới cô và mặc niệm trước hài nhi bé bỏng. Anh quay sang nhìn cô Lý như để thăm dò thái độ. Cô Lý lúc này cũng chỉ khẽ mím môi cúi đầu, vì hơn ai hết cô hiểu được sự hy sinh của A Linh, bởi cô cũng đang làm mẹ. Thế rồi cả căn nhà lại ngập chìm trong im lặng. Có lẽ điều đó cũng đã nói lên được sự thống nhất của một tập thể, đều đồng ý với sự lựa chọn cao cả đó của A Linh và Kiên. Đứa bé tội nghiệp được bà cụ dùng thuật để lấy ra một ngày sau đó. A Linh chỉ kịp nhìn con lần cuối trong hình hài vẫn còn chưa rõ, rồi khẽ quay đi để che giấu hai dòng lệ đau đớn của mình. Quá trình để luyện ma nhi huyết tử mất khoảng thời gian chỉ có 7 ngày. Bà cụ vẫn đang hết lòng hỗ trợ cho Viễn, bởi vì triệt hạ được Quán Linh cũng là sự mong mỏi của bà để giữ gìn long mạch của tiên đế tiền triều. Nếu không hạ được nó, một ngày nào đó Quán Linh sẽ hút đủ dương khí của người sống và sẽ có đủ sức mạnh để đặt chân vào vùng đất cấm. Mọi chuyện đến lúc đó sẽ không còn có thể cứu vãn được nữa. Ngày cuối cùng, Viễn thu lại vòng tròn pháp đạo, bên trong có chứa một hình hài bé nhỏ vẫn còn đang đỏ hỏn, nhưng đôi mắt lại vụt sáng như hai vì sao bắt đầu soi rọi trong đêm. Đang lúc anh sắp sửa sử dụng pháp bảo của lão tà để hoàn thành ma nhi huyết tử, thì từ bên ngoài một trận cuồng phong nổi lên làm bụi bay mù mịt. Cánh cửa bị gió thổi tung đập vào vách, nghe ken két. Một thần thủ đột ngột xuất hiện rồi lao vào định cướp lấy cái bào thai, nhưng Viễn đã nhanh hơn một bước. Anh đưa bàn tay ra thổi một luồng pháp khí rồi vận hành một lực đẩy, kịp thời đẩy cái bào thai về phía của bà cụ đang ngồi thiền gần đó, miệng hô to, bà giữ lấy. Bà cụ cũng rất nhanh chóng bắt lấy, rồi đứng phắt dậy nhìn về phía của Viễn nói lớn, hạ thủ đi, để ta bảo vệ hài tử. Viễn vội gật đầu, rồi ngay lập tức tung đòn tấn công về phía trước, nhắm vào cái bóng người vừa đột nhập mà lúc này anh đã đoán được ra là ai. Đúng vậy, hắn chính là Tào Mễ. Lão ta bị Viễn liên tiếp tung toàn những tuyệt chiêu chí mạng thì cũng nhanh như cắt, vừa né đòn vừa đánh trả quyết liệt. Cuộc chiến giữa hai vị pháp sư nhưng khác nhau ở chỗ một bên là tà, một bên là chánh, lại một lần nữa diễn ra mà không ai kịp nói với đối phương một lời nào. Một trận chiến quyết định sống còn của hai kẻ đại thù trăm năm, lúc này làm cho đất trời trở nên rung chuyển. Tào Mễ điên cuồng trong từng đòn tà thuật nhắm về phía Viễn mà liên tiếp tung ra. Nhưng có lẽ anh nói đúng, kẻ thua cuộc thì cho dù thời gian có trải qua bao nhiêu lâu vẫn chỉ là kẻ thua cuộc. Tào Mễ cơ bản không phải là đối thủ của anh. Lão ta bị trúng một đòn chí mạng, ngay lập tức rú lên rồi ngã nhào ra nằm dài trên nền đất thổ huyết, hai tay ôm lấy ngực mình thở dốc, rung giọng nhìn Viễn
rồi chỉ nói được bằng những âm thanh đứt quãng. Khốn kiếp, ta lại thua ngươi. Viễn lúc này cũng vừa kịp thu đòn về. Anh bước lên phía trước nhìn Tào Mễ bằng ánh mắt băng lãnh, nở một nụ cười khinh bỉ. Anh nói: Kẻ hèn hạ như ngươi cuối cùng cũng phải nhận lấy quả báo. Muốn chiếm lấy lòng mạch của Đại Việt ta hả? E rằng ngươi quá vọng tưởng. Đại Việt chỉ là kẻ bại trận. Chỉ có Trung Hoa của ta là mái trường tồn. Tào Mễ cười lên ngạo nghễ trong khuôn miệng đầy máu. Câu nói của lão ta vừa thốt ra đã khiến cho Viễn hai mắt lập tức long lên sòng sọc. Anh nghiến răng dùng hết sức lực của mình dội thẳng một đòn kết liễu cuối cùng xuống người của lão. Giọng cười của lão ta tắt ngấm, hai mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào khoảng không bất động. Tào Mễ chính thức đã không còn tồn tại trên cõi dương trần. Lão ta đã phải trả giá cho những tội ác tày trời của mình, đền mạng cho đứa con của A Linh và hàng trăm hàng ngàn những người vô tội khác. Viễn bỏ mặc cái xác đang trợn trừng của Tào Mễ nằm đó, anh nhanh chóng quay lại chỗ bà cụ để nhận lấy bào thai, tiếp tục công cuộc hành pháp của mình vẫn còn đang dang dở. Mà nhi huyết tử sau khi đã luyện xong, nó hóa thành một hình hài của một đứa bé chỉ được chừng vài tháng tuổi. Trên lưng có mang dãy của rồng vàng, cùng đôi mắt rực lửa như sẵn sàng thiêu đốt tất cả những loài tà ma yêu đạo. Ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến. Viễn và A Linh mang theo trên người những món pháp bảo trấn yêu và sự kỳ vọng về cuộc chiến cuối cùng này. Còn có cả bà cụ đi theo để làm hậu thuẫn, vì lúc này bà cũng không còn sợ ma lực của Quán Linh ngàn năm nữa. Cô Lý và Kiên cùng ông Phúc cũng có mặt, nhưng theo lời căn dặn của Viễn, họ chỉ được đứng từ bên trong của bụi tre già mà nhìn, tuyệt đối không được bước ra ngoài dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Viễn dùng sợi roi phục yêu của mình khuấy nước kêu gọi Quán Linh. Và đúng như những gì anh dự đoán, Quán Linh trong thân ảnh của một người con gái với khuôn mặt trắng bệch lao vút lên không trung từ dưới lòng sông Tiền lạnh ngắt. Nó bay lả lướt trên mặt nước, đưa đôi mắt đen ngòm nhìn xuống phía Viễn, cất giọng cười lanh lảnh. Đến rồi sao? Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó. Hôm nay đến đây nộp mạng. Ngươi cũng rất là ngoan đó. Viễn nhếch mép cười gằn, nhìn vào thân ảnh Quán Linh, cất giọng nói băng giá. Yêu nghiệt, khí số của người đã tận, chuẩn bị xuống địa ngục đi. Xem ra ngươi cũng khá là dũng cảm đó. Được rồi, hôm nay để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Dứt câu, Quán Linh ngay lập tức hóa thành thân quỷ. Nó gào lên từng tràng giang dậy cả một khúc sông Tiền trong bóng đêm bao phủ, rồi lao nhanh về phía Viễn, tung đòn phủ đầu. Viễn cũng nhanh như cắt, nghiêng người né tránh, rồi cùng với A Linh liên thủ hợp sức thi triển đạo pháp mà đánh trả. Sông Tiền lúc này lại nổi lên những đợt sóng lớn đánh ập vào bờ từng cơn trắng xóa. Quán Linh điên cuồng tấn công bằng những thủ pháp vô cùng tàn bạo, dường như nó đang quyết chí phải giết cho bằng được Viễn. Lúc này nhận thấy thời cơ đã đến, Viễn và A Linh nhìn nhau gật đầu nhưng ngầm ra hiệu. Rồi Viễn lấy từ bên trong túi giải hành pháp của mình một chiếc hộp hình vuông bằng gỗ. Ngay lập tức anh niệm thần chú và thả ra ngoài ma nhi huyết tử. Một đứa bé với hai tròng mắt đỏ rực nhanh chóng chui ra từ một cái xác khô của hài nhi ở bên trong chiếc hộp. Nó bay phất phơ xoay mặt về phía Viễn như đang đợi lệnh.
Viễn nhìn nó bằng nhãn lệnh và truyền vào tai nó bằng một thứ âm thanh mà chỉ có anh và nó mới có sự liên kết đó. Sau vài giây, đôi mắt của Ma Nhi huyết tử vụt sáng lên đỏ rực như hai hòn than. Nó gật gù cái đầu nhỏ của mình nhưng ngầm trả lời đã hiểu. Alan lúc này vô cùng xúc động khi nhìn vào đứa bé. Cô khẽ mím môi rồi nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương thì thầm nói: con của mẹ, cuộc chiến này phải trông cậy vào con rồi. Mẹ yêu con. Và dĩ nhiên, những lời nói đó của cô, đứa bé không hề nghe thấy, cũng như không hề cảm nhận được. Nó bây giờ chỉ là một món pháp bảo vô tri, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Viễn thôi, chứ nó không hề có riêng một cảm xúc nào cho mình. Đứa bé ngay lập tức xoay đầu lại, nhắm về phía của Quán Linh mà bay tới với thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, toàn thân rực sáng. Quán Linh đang điên cuồng quẩy đạp trong hình hài của một quỷ chúa, nhưng khi vừa trông thấy đứa bé, lập tức nó dừng lại và hét lên một tiếng thất thanh làm vang động cả một khúc sông. Mà nhị huyết tử, không thể nào. Nhưng đã muộn. Đứa bé cười hắc lên những âm điệu của trẻ con nghe lanh lảnh, vun vút. Nhưng tiếng cười của nó lại khiến cho Quán Linh vô cùng hoảng sợ. Toàn thân run rẩy, ôm lấy đầu mà kêu gào trong đau đớn. Rồi đứa bé đột nhiên ngừng giọng. Nó lao tới dùng cái miệng nhỏ bé của mình phun ra những đám lửa vàng rực, liên tục dội thẳng vào người của Quán Linh. Những đám lửa tuy phạm vi không lớn nhưng lại có sức công phá vô cùng dũng mãnh. Quán Linh bị quả diệm thiêu đốt, lúc này đang rất là sợ hãi, giãy giụa kêu gào trên không trung. Đứa bé vẫn không chịu buông tha. Nó tiếp tục lao tới bay vòng vòng xung quanh Quán Linh với vận tốc của 1000 năm ánh sáng, rồi đột ngột dừng lại, dùng hai chiếc răng sắc nhọn của mình cắn một phát ngập sâu vào cổ của Quán Linh, kết liễu một con ma nữ ngàn năm không siêu thoát, đã gây hại cho nhân gian quá nhiều điều tan tóc. Quán Linh bị hạ, Viện cũng nhanh chóng niệm chú thu lại ma nhi huyết tử vào trong chiếc hộp và cho vào túi vải. Vừa nhìn A Linh gật đầu mỉm cười như muốn nói tất cả đã kết thúc, thì ngay lúc này từ phía bên trong bụi tre già bỗng nhiên vang lên tiếng khóc rất lớn của trẻ con. Viễn và A Linh đồng loạt quay sang, chưa kịp chạy tới thì đã nghe giọng cô Kiên hét lên đầy phấn khích: anh Viễn, Linh, chị hai sinh rồi, là con trai đó. Đôi mắt của Viễn mở to, biểu hiện cho sự vui mừng khôn xiết, rồi ngay lập tức lao vào nhanh như một cơn gió. A Linh cũng nhanh chân nối gót chạy theo phía sau, trong tâm trạng cũng vui mừng không kém. Bà cụ trên tay bế một đứa bé chỉ vừa mới được chào đời trao lại cho Viễn. Bà mỉm cười trầm giọng nói: một yêu linh vừa mới bị triệt hạ, một tiểu vương cũng vừa mới được chào đời. Âu cũng là phật số may mắn cho tất cả thần dân, vì đứa bé này có mệnh trời bảo hộ. Nó không trở thành thủ lĩnh thì cũng sẽ đắc đạo thành bậc chí nhân. Chúc mừng phò mã. Viễn bế đứa bé trên tay mà trong lòng ngập tràn những cảm xúc lúc này thật vô cùng khó tả. Anh ôm chặt lấy con mình vào lòng ủ ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh cô Lý, khẽ cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô, mỉm cười hạnh phúc nói: cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. Anh vô cùng hạnh phúc. Mẹ con em là hai sinh mệnh quý báu nhất trên cõi đời này mà anh cần phải gìn giữ. Anh yêu em. Trên khuôn mặt của cô Lý vẫn còn đang tái nhợt vì lúc nãy mãi lo cho sự an toàn của Viễn, lại vừa đau bụng sắp sinh. Nhưng lúc này nhìn thấy mọi thứ đã bình an thì cũng nhẹ thở phào. Cô nhìn anh mỉm cười. Em cũng rất hạnh phúc vì có anh và con. Em yêu anh. Hai người đều mỉm cười, nắm lấy tay nhau rất dịu dàng trìu mến,
trong những đôi mắt đang nhìn họ xúc động và đầy ngưỡng mộ. Đứa bé ở trong vòng tay của Viễn lúc này bỗng nhiên lại cất lên tiếng khóc vang dội cả một khúc sông Tiền, đã được bình yên, không còn gợn lên những con sóng dữ. Bầu trời lại trở lại chan hòa trong vắt với những ánh sao lấp lánh trong đêm, làm sáng rực cả một vùng quê yên ả. Làng Thủy và làng Mộc lại quay trở về với cuộc sống thanh bình vốn có. Mảnh đất Long Mạch vẫn được bảo vệ an toàn bởi một vị hộ pháp cuối cùng của Dương tộc. Dù có trải qua biết bao nhiêu thế hệ, lòng trung thành của người hộ pháp ấy vẫn thi gan với thời gian, đời đời kiếp kiếp, vượt qua hàng trăm thế kỷ vẫn không có gì lay chuyển được. Trong hai căn nhà nhỏ, ngày đêm vẫn đầy ắp tiếng cười, giọng nói râm ran cùng tiếng bi bô của trẻ con, mang lại một âm điệu nghe vô cùng viên mãn. 100 năm sau, chỉ còn lại hình bóng của một nữ đạo sĩ cô đơn giữa tiết trời gió lạnh. Cô ấy lặng lẽ đứng bên những ngôi mộ, một mình đưa ánh mắt nhìn những áng mây đang trôi bồng bềnh ở xa tít chân trời ngoài kia, rồi khẽ mỉm cười tự thì thầm: "Sư huynh, anh đã hy sinh sự bất lão của mình để cùng chị ấy già đi. Chắc bây giờ ở thế giới bên kia, hai người vẫn đang rất hạnh phúc, có phải không?" Rồi vẫn với nụ cười đó, cô khẽ quay sang ngôi mộ nằm lẻ loi bên cạnh, tiếp tục thì thầm: Anh cũng vậy, hãy hạnh phúc nha. Có lẽ em sẽ còn chờ đợi anh ở kiếp sau. Nếu không gì còn mang trọng trách trên vai giữ yên bình cho nhân gian này, thì em cũng sẽ giống như sư huynh mà đi theo anh cho trọn tình trọn đạo." Nói xong, cô chậm rãi lấy từ trong chiếc túi vải ra một chiếc hộp hình vuông, đặt xuống trước mặt ngôi mộ, khấn vái điều gì đó. Sau ít phút mặc niệm, cô cầm lấy chiếc hộp rồi nhìn vào nó, khẽ cất giọng: "Viếng ba xong rồi, chúng ta lên đường con nha. Hãy cùng mẹ giữ gìn bình yên cho muôn dân trăm họ trước những bầy yêu ma tà đạo đang quấy phá ngoài kia." Rồi trong ánh chiều tà, bóng của một nữ đạo sĩ dần dần khuất sau rặng tre già, nơi ranh giới của làng Thủy và con sông Tiền quanh năm lặng sóng. Cho đến cuối cùng thì kho báu vẫn còn ngủ yên ở dưới lòng sông băng giá, cho đến cả ngàn năm sau này cũng chẳng có ai còn nhắc đến nó nữa. Vậy là quý thính giả đã nghe xong tập kết và nghe xong trọn bộ của bộ truyện Bào Thai của Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Sau khi nghe hết tập truyện này, quý vị có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Quý vị hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì dán ở trong phần mô tả video. Và quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh xóm nha. Hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh xóm up truyện mới, quý vị sẽ nhận được thông báo ngay. Và sau bộ Bào Thai của Quỷ thì xin phép được nghỉ một ngày, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục một bộ truyện mới, đó là Ba Đời Trả Nghiệp của Lê Như Tiên. Quý thính giả hãy nhớ đón nghe nhé. Giờ đây thì chương trình đọc truyện buổi trưa xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt.